Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 5 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. À, thưa quý vị có lẽ là trong những năm trở lại đây chúng ta đã quen với cái việc là nghe nhắc nhở phải sử dụng kem chống nắng ở à, trước đây á thì cái thói quen ở người Việt Nam chúng ta mà sử dụng kem chống nắng không có được chú trọng nhưng mà Ngọc Lan để ý khi mà đi bác sĩ bây giờ đó là người ta nhắc nhở là mình phải sử dụng kem chống nắng mỗi khi mà mình bước ra ngoài mà thậm chí ngay cả ở nhà mình cũng phải sử dụng kem chống nắng à, nhiều người cứ nghĩ là ồ khi nào mình đi ra nắng thì mình mới dùng kem chống nắng thì điều đó không phải mà nhất là bây giờ bước vào mùa thu rồi thì trời nó mây mây âm um, âm um, u u như vậy thì nhiều người nói là không cần thì uh, kem chống nắng là chỉ khi nào mình đi ra ngoài nắng mình dùng có khi mà tiếp xúc với lại tia cực tím thì mình mới dùng thì không có đúng bởi vì uh, nắng nó có thể nó nó xuyên qua mây rồi nó làm cho cái tia cực tím nó làm cho cái cái da của chúng ta bị gọi là ung thư da hay là uh, những cái đốm đen nó nổi 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 lên đồi mồi cũng là một cái biểu hiện mà nó không có tốt cho da, cho nên cái việc mà sử dụng kem chống nắng hãy xem nó như trở như là một cái việc mà uh, bảo vệ da hàng ngày á phải xem nó như một cái thói quen, cho dù là mùa nào thì quý vị cũng nên sử dụng kem chống nắng. Uh, ở đây thì ngày hôm nay bước vào mùa thu thì người ta cũng lại nhắc nhở là quý vị để ý đến cái việc Sáng sớm mình chuẩn bị sau khi mà rửa mặt, rửa mài xong Đối với những người, người phụ nữ thì người ta sử dụng kem dưỡng da, chống ẩm vân vân xong Thì hãy nhớ bôi kem chống nắng lên rồi sau đó mới make up Còn đối với lại à, nam giới thì cũng như vậy Bước ra ngoài đường thì cũng nhớ phải sức kem chống nắng à, Kem chống nắng thì cái chỉ số mà SPF tối thiểu họ đề nghị sử dụng lên là 30% rồi 50 thì là tốt còn khi mà đi ra biển thì ngoài đó biển đó thì thường á cái ánh nắng nó chiếu hơn càng nhiều hơn nữa thì cứ vài tiếng đồng hồ sau thì mình lại phải bôi kem chống nắng à, người ta đề nghị khi mà mình sử dụng kem chống nắng thì ngoài cái thường mình chỉ bôi cái mặt thôi chứ thật ra cái chỗ nào mà nó cái tai cái da mình mà thò ra ngoài á là nên bôi kem chống nắng hết chứ không phải là chỉ cái mặt cái cổ mà cả hai cái tay à, quý vị lưu ý cái điều đó chứ không phải là mùa thu đến thấy trời mát mát thì mình không bôi kem chống nắng mà ngay cả ở nhà cứ hãy tạo thành một cái thói quen đó điều đó rất là tốt nha quý vị à, nhiều người nói là ơ có đi đâu đâu mà phải tại sao phải sử dụng kem chống nắng hay là có nhiều người nói ơ trời da tôi từ hồi xưa giờ có bao giờ sử dụng kem chống nắng đâu đâu có gì đâu nhưng mà cái thè tập thay đổi cái thói quen những cái suy nghĩ đó từ từ. À, có nhiều người phụ nữ đó thì nói rằng là à, tôi sử dụng mỹ phẩm ở trong à, kem à, dưỡng da hay là kem nền, kem lót hay là phấn nó cũng có kem có có cái à, chất chống nắng ở trong đó nhưng mà cái đó nó không đủ. Người ta nói nó không đủ quý vị vẫn phải sử dụng kem chống nắng mà cái chỉ số càng cao thì điều đó nó càng tốt. Nhớ nha quý vị, chị Lan chỉ dặn là cái gì mà chúng ta đi ra ngoài mà nó thò ra ngoài thì chúng ta bôi nó đi, bôi liền đừng để cho cái gì mà nó thò ra ngoài, có nghĩa là cái miếng da nào mà nó lồi ra ngoài thì chúng ta bôi kem chống nắng cho nó đi cho nó không bị nám. À, nó rất là tác dụng nha, khi mà quý vị đi biển mà, à, nhất là mấy đứa nhỏ, cái da của mấy em mỏng á, mà chúng ta quên bôi kem chống nắng khi mà đi ra biển, chưa cần xuống biển đâu chỉ cần ngay từ bãi xem đi vào thôi mà nắng mà nó táp á là về là cái da được ẩn đỏ lên hết là nó cháy da luôn nhiều khi là bị sần 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 ở trên lột da luôn thưa quý vị. Thật ra đó là một trong những một trong những cái cách mà chúng ta cũng ngăn ngừa ung thư da khi mà những cái tia UVB và UVA này rất là nguy hiểm cho làn da của mình. À, ngày hôm qua thì những nhân viên cảnh sát biên phòng, những nhân viên còn là ở những cái cửa hải quan ở biên giới thưa quý vị, người ta cảnh báo rằng là có những cái từ có những cái trường hợp những cái trẻ em á từ 8 tuổi trở lên đang bị những kẻ buôn người đóng giả làm cha mẹ hoặc là những người thân trong gia đình chuốt thuốc cho ngủ mê rồi buôn lậu đưa nhập cảnh vào Hoa Kỳ qua đường biên giới ở Mexico trong rất là nhiều người trong rất là nhiều năm qua và đây là trong những cái hành vi kinh hoàng mà phổ biến mà hầu như ít người ít người chúng ta để ý tới và nó đã phổ biến hơn trong 3 năm qua khi mà cái lực lượng mà à, tuần tra biên giới của hoa kỳ người ta đã phát hiện rất là nhiều trường hợp người ta đã buôn lậu trẻ em từ mexico đêm qua hoa kỳ à, các nhà chức trách người ta cũng đang, vừa mới giải cứu một cái em bị bắt trong hai trường hợp vừa qua à, là nó hai cái trường hợp buôn lậu khác nhau trong những ngày vừa qua bao gồm là một cái trường hợp là những kẻ buôn người này bị cáo buộc là đã làm những cái giấy tờ khai sinh của nhiều trẻ em mà không hề có quan hệ họ hàng bà con gì với những cái trẻ em này. Và các nguồn tin của cảnh sát ở biên giới người ta cũng nói rằng là họ quan sát thấy càng nhiều những kẻ buôn người đóng giả làm gia đình cha mẹ để mà recycle trẻ em. Ở trong cái bài báo này người ta dùng từ recycle có nghĩa là làm mới lại tất cả các em, có nghĩa là làm mới tất cả về cái danh tính, về hồ sơ để giống như là trở thành con của mình và đưa nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Trong vài năm trước thưa quý vị thì những cái trường hợp này nó ồ ạt nó tràn vào Hoa Kỳ ở uh, khiến cho khiến 3 năm qua thì những cái nhân viên thực thi pháp luật người ta cảm giác người ta rất là rất là khó khăn trong vấn đề người ta xác định người ta nhận định được trẻ em nào là con của người nào khi mà nhập cảnh vào Hoa Kỳ qua rất là nhiều đường, vượt biên cũng có, xin tị nạn cũng có. Và chính quyền cũng cho biết rằng là uh, không biết điều gì sẽ xảy ra khi mà những cái đứa trẻ này được đưa vào Hoa Kỳ rồi được ở lại Hoa Kỳ thì cái tương lai của nó sẽ như thế nào nhiều đứa trẻ cũng sẽ rất là dễ bị bóc lột lao động và bị buôn bán tình dục và cái những cái vụ án này đã khiến cho những cái nhà lãnh đạo của ở biên giới của Hoa Kỳ người ta phải kinh hoàng trong rất là nhiều có thời gian qua. Riêng ông Crocker Bovino là trưởng phòng uh, biên giới khu vực của El Centro của California ở phía đông nam tiểu bang, giáp ranh với lại uh, giáp ranh với lại Texas thưa quý vị thì ông nói rằng là khi mà ông gặp những cái hành động mà buôn buôn người khủng khiếp này á thì ông nói rằng là ông nó thách thức cả luôn cả cái cái gọi là cái tinh thần của những cái người mà người ta đang thực thi pháp luật người ta cảm giác người ta rất là buồn rất là khó chịu khi thấy là không hiểu lý do tại sao mà những cái người ba người mẹ này ở từ bên mexico chấp nhận đưa con mình đi theo một cái người lạ làm giấy tờ hoàn toàn là khác nhau hết hoàn toàn để mà trở thành con của người ta và đưa qua vào biên giới uh, trong những cái ngày tháng vừa qua và người ta nói cái tình trạng này nó đã, đã tăng rất là nhiều tăng rất là nhiều trong những năm tháng À, từ năm 2021 cho đến nay à, hàng nghìn trẻ em trong số đó cũng đã bị mất tích sau khi mà à, những người thân được bảo lãnh vào trong biên giới của Hoa Kỳ rồi không được thẩm định đúng cách rồi một số em lại bị tồn động lại mấy em đang phải ở ngay tại những cái gọi là những cái trạm trại tập trung những cái lều tập trung của những cái di dân bất hợp pháp ở tại đó cũng đang được ở một cái khu riêng một số em thì vào Hoa Kỳ trót lọt theo một cái số người lớn vào trong đây nhưng mà hiện tại cái tình trạng của những cái em đó vẫn chưa được cập nhật có nghĩa là người ta không biết tình trạng của những em đó ra sao đang ở đâu rồi làm việc ở đâu đang bị bóc lột như thế nào hoặc là có sẽ xảy ra những cái tình trạng giống như là bị buôn bán tình dục khai thác tình dục hoặc là có thể bị bóc lột lao động ở tại quốc gia Hoa Kỳ mà hiện nay là đây là một trong những cái vấn đề nhức nhối trong suốt thời gian qua mà những nhân viên thực thi pháp luật uh, ICE cũng như là những người làm trong công tác uh, biên phòng Ờ, những cái làm trong cái công tác mà bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ đó người ta rất là nan giải trong những cái thời gian vừa qua và hy vọng là sẽ giải quyết được trong những thời gian sắp tới. Khi mà họ đặt ra cái câu hỏi đó là tại sao cha mẹ của các em đâu mà lại đưa giao cho những người lạ như vậy để làm hồ sơ đi đó thì tự nhiên Ngọc Lan cảm thấy nhói lên cái câu mà uh, giai đoạn sau 75 nhiều ừ. phụ huynh cũng đã phải đưa con em mình đi vượt biên như vậy mỗi một cái giai đoạn ở mỗi một quốc gia nó có những cái vấn đề mà chỉ có cái quốc gia đó những cái gia đình trong hoàn cảnh đó họ mới hiểu được và mới trả lời được cái câu hỏi đó thôi tại sao người ta bắt buộc phải làm như thế à, nhiều có lẽ là nhiều phụ huynh nhiều khán giả đang xem cái chương trình này cũng đã từng ở trong cái hoàn cảnh đi vượt biên như vậy thì sẽ hiểu được tại sao mình phải làm như vậy à, đó là một cái cố vấn hướng nghiệp ở trường một trường học ở West Los Angeles đã bị bắt vì quan hệ tình dục với một học sinh 16 tuổi. Đây là một cô giáo mà lại bị bắt quan hệ tình dục với học sinh nam 16 tuổi. Mặc dù là cô đã uh, không có nhận những cái tội này, nhưng mà người ta thì đang tìm thêm những cái nạn nhân khác Cho có thể uh, cô bị cáo buộc là những cái chuyện mà cô vi phạm đó là xảy ra từ tháng 2 cho đến tháng 3 của năm 2024. Hiện bây giờ thì cô giáo này không có còn không có còn đang dạy ở trường nữa. Cái cáo buộc nói rằng là cái này là có lẽ là do phụ huynh đã tố cáo người ta kêu gọi rằng là ai phụ huynh nào hay là biết được những cái cô này còn có những cái quan hệ nào khác với những học trò nào khác thì hãy lên tiếng cái phiên xét xử của cô sẽ được thực hiện vào ngày 1 tháng 11 sắp tới đây cái cô thì được đang được tại ngoại hậu tra với một cam kết của chính cô thì không biết cam kết của chính cô là gì cô tên là Julie Elizabeth Tichen, là 37 tuổi ở trường trung học Yola à, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại